Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Khủng khiếp, 500 biệt thự trái phép mọc như nấm, trưởng phòng Đồng Nai giả mù thu vài trăm tỷ, núp bóng ông trùm sửa hồ sơ chạy tội, tướng Tô Lâm nổi đóa khui hết hồ sơ mật. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xôn xao mới đây tại Đồng Nai đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay trong đêm tướng Tô Lâm phát lệnh cho quân tới tận nhà bắt khẩn trưởng phòng quản lý đô thị, khiếp thay từng trong tài liệu mật cao tận nửa người được phát hiện, lần lượt khiêng ra khiến anh ấy đều hoảng hồn, 500 căn nhà trái phép được mọc lên như đấm, sau đó bán cho dân. Giờ đây dân vừa mất tiền tỷ vừa không có nhà để ở, nhiều hộ dân chuyển đến sống thì lại bị đuổi ra tức tưởi trong chính căn nhà mình bỏ tiền ra mua, khổ càng thêm khổ hành động đánh án trong đêm của tướng tô lâm được đánh giá là nhanh gọn không làm hoang mang lòng dân cho thấy phía sau ông trưởng phòng này hẳn là một thế lực không phải dạng vừa phải là cái ô như thế nào thì một cán bộ cấp phòng mới có thể lộng hành nhắm mắt trước sai phạm của công ty ldg để hưởng tiền lót tay lên đến hàng trăm tỷ đồng cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây Thưa quý vị và các bạn, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa sinh năm 1964, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện Tràng Bom và ông Nguyễn Hải Triều sinh năm 1978, phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Tràng Bom, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Tràng Bom. Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61 huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai do công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của ba bị can nêu trên. Quá trình khám xét thu giữ được một số tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án. Đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ. Ngang nhiên xây hàng trăm căn nhà trái phép. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh, gọi tắt là Viva Park, thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 ha, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016. Dự án khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho công ty LDG triển khai dự án. Đây là khu đất có nguồn gốc từ 402 thửa đất thuộc nông trường cao su An Viễn do các hộ gia đình cá nhân, trong đó có 339 thửa đất chỉ được cấp sổ đỏ cho 26 hộ gia đình cá nhân và công ty LDG với diện tích hơn 15 ha. Theo kết luận, công ty LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, phía công ty đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kề đã thi công xong, 192 căn nhà liền kề đang thi công giang sở. Đoàn kiểm tra sửa biên bản khác với hiện trạng. Đáng chú ý, kết luận thanh tra thể hiện ngày 5 tháng 6 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Bom kiểm tra địa điểm lập dự án. Biên bản ghi nhận hiện trạng chủ đầu tư đã sàn lấp mặt bằng và gạch bỏ chữ sàn lấp, ghi thành phát quang. Liên quan đến nội dung điều trên, bà Hoàng Thị Hiền, Phó Tránh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Văn Quang, chuyên viên phòng quản lý ngành đã có trình bày như sau. Ông Quang là người trực tiếp ghi biên bản vào ngày 5 tháng 6 năm 2018 theo ý kiến của các thành viên đoàn khảo sát và cũng chính là người chỉnh sửa cụm từ chủ đầu tư đã sàn lấp mặt bằng thành chữ chủ đầu tư đã phát quang mặt bằng. Theo ý kiến thống nhất của các thành viên đoàn khảo sát, việc ghi nhận chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xăng dầu Ngọc Hòa là sai sót trong quá trình soạn thảo biên bản, Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án thể hiện về hiện trạng chủ đầu tư đang phát quang mặt bằng. Như vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom ghi nhận về hiện trạng của dự án là không đúng với thực tế hiện trạng. Theo kết quả kiểm tra trước đó của Ủy ban nhân dân xã Đồi 61 tại biên bản ngày 28 tháng 5 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom đã được biết việc công ty LDG tổ chức thi công công trình tại dự án nhưng không kiểm tra, không lập biên bản vi phạm hành chính và không tham mưu báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom xem xét xử lý. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai chủ trì kiểm tra và ghi biên bản với nội dung chủ đầu tư đã phát quang mặt bằng là không đúng với thực tế hiện trạng theo kết quả kiểm tra trước đó của Ủy ban nhân dân xã Đồi 61. Đồng thời, biên bản chủ trì kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi chủ đầu tư dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xăng dầu Ngọc hòa là không đúng. Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, kết luận thanh tra nêu rõ. Hơn 20 cán bộ tập thể sai phạm, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý các cán bộ cá nhân và tổ chức liên quan sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Trong đó, ông Hoàng Văn Dung, nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã xác nhận có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Bà Hà Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Đổi 61, bà Phạm Thị Tờ, Phó Chủ tịch UBND xã Đổi 61 đã chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng của ba hộ gia đình cá nhân cho ông Nguyễn Huỳnh, gồm 25 thửa đất chưa được cấp, diện tích là 6.601m2 là không đúng quy định của luật đất đai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý tiếp. Đề xuất tạo điều kiện cho cán bộ sai phạm khắc phục hậu quả, hạn chế xử lý hình sự, tránh để mất cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Lê Minh Trí đưa ra đề xuất tạo điều kiện để chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả sẽ giúp thu hồi được tài sản bị thất thoát và không băn khoăn việc phải xử lý nhiều cán bộ. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2023 sáng qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Chí đã đề xuất việc này như một giải pháp ngăn ngừa tham nhũng. Theo ông chí, bên cạnh việc xử lý nghiêm đối tượng tham nhũng tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng, thì cũng cần ban hành bổ sung kịp thời chính sách pháp luật về chế tài trách nhiệm trong quản lý, nhất là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ tham nhũng tiêu cực. Vừa thu hồi được tài sản, vừa không băn khoăn mất cán bộ. Bên cạnh chính sách về quản lý kiểm soát cần ban hành nhiều chính sách tạo động lực phát triển, thu hút nguồn lực, khuyến khích năng động sáng tạo, đồng thời phải đảm bảo quy định hành lang pháp lý an toàn, hạn chế rủi ro với người thực hiện, theo viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông lưu ý nếu có khoảng trống kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn, người tốt sẽ có tâm lý lo sợ rủi ro, không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt ông chỉ đề nghị tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và định giá đất để đấu giá hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Chí cho rằng mục tiêu quan trọng là thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng chiếm đoạt thất thoát. Nếu tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự đối với người vi phạm, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta sẽ thành công hơn nữa, theo lời ông Chí. Dẫn bài học từ Trung Quốc, ông Chí cho biết, khi phát hiện vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước, viện kiểm sát ở Trung Quốc với tư cách bảo vệ lợi ích nhà nước có quyền kiến nghị khắc phục vi phạm và hậu quả gây ra. Nếu cơ quan không khắc phục, viện kiểm sát có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa phán quyết với trường hợp sai phạm nhưng chủ động khắc phục thì cho khắc phục, còn khắc phục không tốt mới khởi tố điều tra, xét xử hình sự. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị Tổng bí thư Bộ Chính trị Trung ương cho chủ trường do Ban nội chính Trung ương hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nghiên cứu đề xuất cách làm theo hướng tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự và thay thế bằng khởi kiện dân sự, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, ông Chí đề xuất. Theo ông, nếu làm vậy, chúng ta sẽ thu hồi được tài sản thất thoát tham nhũng và việc khắc phục hậu quả sẽ được nhiều do chủ thể vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý hình sự. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý nhiều cán bộ, đồng chí của mình. Mười năm qua, cơ quan điều tra các cấp trong Công an Nhân dân đã khởi tố mới trên 16.000 vụ án, 26.800 bị can về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trên 2.600 vụ án, 5.800 bị can về các tội phạm tham nhũng chức vụ. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng tiếp tục có những bước tiến mới, điển hình là các vụ trong lĩnh vực y tế giáo dục, ngân hàng, chứng khoán đất đai. Nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín nhưng đều được phát hiện, điều tra làm rõ, điển hình là vụ công ty Việt Á, vụ Tân Hoàng Minh, SLC v.v. theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc. Qua công tác điều tra, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng đã làm rõ yếu tố tư lợi và khẳng định sai phạm mang tính chất cá nhân. Các đối tượng đã tâm phục khẩu phục, nhận thức rõ sai phạm, ăn năn hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả và hợp tác mở rộng vụ án, thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Nhiều vụ án thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin. Ông Ngọc nhắc lại thời điểm tháng 4 năm 2020 khi mới bắt đầu đại dịch COVID-19, vụ CDC Hà Nội lợi dụng dịch bệnh để trục lợi đã bị xử lý. Lúc đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đã cân nhắc rất kỹ giữa phòng chống dịch với xử lý cảnh tỉnh, tuy nhiên vừa qua chúng ta vẫn phải xử lý vụ việt á cho thấy việc chưa biết sợ của một nhóm thứ trưởng bộ công an nói từ thực tế đó ông kiến nghị phải có tái kiểm tra yêu cầu khắc phục tồn tại đã được kiểm tra chỉ ra tránh việc cứ có chủ trương nào của nhà nước về phát triển kinh tế lại bị lợi dụng để trục lợi